신랑 신부 행진. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem đám cưỡi hàng như thế nào nha. Chào chào. Manage 형이 나오면 계속 찍어줘. 찍어봐. 나 오늘 결혼식 때문에 그 머리 썼어요. 또 썼어. 새 옷이야. 신발도 샀고. 컨셉이야. 브라운 컨셉. 어때? 어때? 예뻐. 어? 머리 남겼어. 예뻐. Đây là nơi các bạn phải để tiền cưới. Mà thường ở Hàn Quốc thì các bạn phải đi từ 100.000 won tới 200.000 won nha. Tại vì mình là học sinh á, cho nên là mình không cần đi tiền. Đấy. Oh,
요 친구분들 굉장히 많으시네요. 자, 가겠습니다. 여러분들께 인사하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 신랑 신부는 장인어른 장모님 지켜봐 주십시오. 가정적인 남편 믿음직한 사위로 열심히 살도록 하겠습니다. 신랑 신부 인사. 자, 이건 박수 부탁드립니다. 어머니 아버님 따뜻하게 한번 호응해 주시기 바랍니다. 인사 박수 부탁드리겠습니다. 우리 어머니 아버님 신랑 밀동 인사. 이 부부의 행복을 더 해줄 것 같습니다. 신랑 신부 준비되셨나요? 예. 준비되셨나요? 예. 신랑 신부 행진. Bây giờ thì lễ cũng đã kết thúc xong hết rồi. Mình đang ngồi chờ để mà đi ăn buffet trong đây. Chờ đang buffet trong đây. Nhưng mà có một cái điều là các bạn nên nhớ là khi mà các bạn đến dự lễ đó thì các bạn phải giống như là đi tìm mừng cưới đấy. Thì khi mà đi tìm mừng cưới, người ta sẽ cho bạn một cái phiếu, cái voucher để các bạn ăn buffet ở trong cái chỗ nhà hàng này. Mà mình thì mình lại là học sinh, mình tưởng là không cần phải đi tìm ấy. Cho nên là mình cứ đi vào bên trong luôn. Mà khi mà đi vào bên trong như vậy thì không có được cái phiếu phiếu để mà ăn hết. Bây giờ mình đang chờ cô dâu chú rể tới đi ngang qua, lỡ có đi ngang qua thì mình kêu là dẫn em vô trong đi chứ đâu có vô được. Ok ok, đi bằng thường. Nó tôi muốn xin được đi sang có ta. In the club, in the streets, waking up, yeah, always when we meet, something still missing. We're still faking it. Chào, hôm nay 결혼식 다 끝나고 집에 갑니다. 재밌었어? 네. 그럼 나중에 내가 결혼하면 올 거야? 생각해 볼게. 갈게. 오지 마. 안녕.